mày 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 nên hiểu cho mấy thằng lập răng chứ. Lập răng đâu có sướng đâu mày. Nào mặt mà con phải làm có bít hoạt động đồ. Rồi con quay mấy thằng tơ khác nó qua nó căng. Nó căng theo kiểu non bê trên con bờ cho con chống lại. Mà mốt lại mày nghĩ nó kẹt giống như răng mày. Mở mốt cái nó kẹt nó treo. Giống như thằng đèn nó, thằng Minh Thiện nó bỏ cửa đang thay cây đó, tự nhiên nhảy ôi trời. Cái dài tao, cái hành động nó đang cây, nó không cho tụi lọt luôn, nó nói tụi tao luôn, đâu thì lót luôn. Mày kệ nó, thằng Thiện nó không phân biệt được thời gian, ô xây ra xây rõ ràng, đang ngại xây tự nhiên. Anh cầm mày, đang ngại xây thôi, chết gì đó thằng mày ra ô xây.